Chi tiết bất ngờ về nguồn tiền mới cho đường sắt cao tốc Bắc Nam. Giấc mơ về một Việt Nam năng động, kết nối với hệ thống đường sắt hiện đại, rút ngắn khoảng cách địa lý và thúc đẩy kinh tế, đang dần trở thành hiện thực. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, với tổng mức đầu tư dự kiến lên đến hơn 60 tỷ đô la Mỹ, là minh chứng rõ ràng nhất cho khát vọng vươn lên của dân tộc. Dự án được đặt mục tiêu khởi công vào năm 2030 và hoàn thành vào năm 2045, thậm chí có thể sớm hơn 5 năm theo chương trình hành động của chính phủ. Tuy nhiên, 60 tỷ đô la Mỹ là một con số khổng lồ, đòi hỏi sự tham gia của nhiều nguồn lực, cả trong và ngoài nước. Chính phủ đã khẳng định sẽ ưu tiên bố trí ngân sách, đồng thời đẩy mạnh kêu gọi đầu tư từ các thành phần kinh tế. Song, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, bài toán huy động vốn cho dự án đang được đặt ra với nhiều trăn trở. Trước khi bắt đầu video, đừng quên nhấn like, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nếu video hay, bình luận số 1, còn không hay bình luận số 2. Cảm ơn các bạn. Giải pháp nào cho bài toán nan giải trên? Liệu Việt Nam có nên tiếp tục tay không bắt giặc, tự lực cánh sinh, hay sẽ bắt tay với các đối tác nước ngoài? Kinh nghiệm từ các dự án hạ tầng lớn trước đây cho thấy, việc lựa chọn nhà đầu tư, công nghệ và phương thức triển khai phù hợp, đóng vai trò then chốt, quyết định sự thành bại của dự án. Câu trả lời đã phần nào được hé lộ khi Việt Nam đang tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế uy tín. Ngân hàng Thế giới WB và Nhật Bản, với nguồn vốn dồi dào và kinh nghiệm phát triển hạ tầng lâu năm, đang được xem là những đối tác tiềm năng hàng đầu. WB luôn xem Việt Nam là đối tác quan trọng và mong muốn duy trì, phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này. WB khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong hành trình hướng đến mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Trong cuộc họp gần đây giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch WB Ajay Banga, Thủ tướng đã đề nghị WB cấp cho Việt Nam khoản vay từ 5 đến 7 tỷ đô la Mỹ trong vòng 3 năm tới để đầu tư vào các dự án hạ tầng, ưu tiên trong lĩnh vực giao thông và năng lượng. Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất WB xem xét cấp vốn vay cho một số dự án quan trọng, bao gồm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và 3 dự án đường sắt mới, đường sắt vành đai phía đông thành phố Hà Nội dài 59 km, tổng mức đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng. Đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu dài 140 km, tổng mức đầu tư khoảng 3 tỷ đô la Mỹ và đường sắt thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ dài 175,2 km, tổng mức đầu tư khoảng 154.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đề xuất WB hỗ trợ các dự án hỗ trợ kỹ thuật, tập trung vào các lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, đường bộ cao tốc, trong đó có việc xây dựng, quản lý và vận hành trung tâm kỹ thuật và điều hành giao thông đường bộ cao tốc, trung tâm X quốc gia. Phó Chủ tịch WB, bà Manuela V. Ferro, khẳng định WB cam kết sẽ tham gia đáng kể vào các dự án này, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải để triển khai các dự án theo khung thời gian mà Thủ tướng mong muốn. Ngoài WB, Nhật Bản cũng là đối tác quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực đường sắt. Trong chuyến thăm Nhật Bản vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị Nhật Bản tiếp tục cung cấp các khoản vay ODA thế hệ mới cho Việt Nam, để phát triển các dự án chiến lược hạ tầng giao thông, trong đó có dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Nhật Bản hiện là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, với tổng giá trị vay tính đến hết năm tài khóa 2020 là 2.812,8 tỷ yên, tương đương 27,5 tỷ đô la Mỹ. Vốn ODA từ Nhật Bản được tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như giao thông, năng lượng và cơ sở hạ tầng đô thị. Năm 2023, lần đầu tiên tổng giá trị vốn vay ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam vượt 100 tỷ yên, khoảng 674 triệu đô la Mỹ, kể từ năm tài khóa 2017. Việc Việt Nam tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ từ WB và Nhật Bản cho thấy chính phủ đang rất nỗ lực trong việc huy động nguồn lực quốc tế cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Sự đồng hành của các đối tác uy tín này là tín hiệu tích cực, cho thấy sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế vào tiềm năng phát triển của Việt Nam. Bên cạnh việc tìm kiếm nguồn vốn, việc lựa chọn công nghệ và phương thức triển khai cũng là bài toán hóc búa. Tàu điện động lực phân tán hay tàu đệm tự chủ thực hiện hay hợp tác với nhà thầu nước ngoài? Mỗi phương án đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, đòi hỏi sự đánh giá kỹ lưỡng, dựa trên các yếu tố về kỹ thuật, kinh tế và xã hội. Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đang nghiên cứu, đánh giá các phương án công nghệ khác nhau, trong đó có công nghệ tàu điện động lực phân tán IMU và công nghệ tàu đệm tự. Theo chuyên gia giao thông Lâm Việt Tùng, mỗi công nghệ đều có những ưu, nhược điểm riêng. IMU có chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là nguy cơ chật bánh khi vào cua ở tốc độ cao. Trong khi đó, công nghệ tàu đệm tự có ưu điểm vượt trội về tốc độ,
khả năng tiết kiệm năng lượng, vận hành êm ái, nhưng chi phí đầu tư ban đầu rất cao. Ngoài bài toán công nghệ, phương thức triển khai dự án cũng là vấn đề cần được cân nhắc thấu đáo. Nhiều chuyên gia cho rằng, Bộ Giao thông Vận tải cần lựa chọn giữa hai phương án, tự chủ thực hiện hoặc thuê nhà thầu nước ngoài. Phương án tự chủ giúp chủ động trong việc quản lý, giám sát và đảm bảo tiến độ dự án, nhưng đòi hỏi Việt Nam phải có đủ năng lực về tài chính, công nghệ và nhân lực. Trong khi đó, phương án thuê nhà thầu nước ngoài có thể giúp tiếp cận công nghệ tiên tiến, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ đội vốn, kéo dài thời gian thực hiện và phụ thuộc vào đối tác nước ngoài. Chuyên gia Lâm Việt Tùng đề xuất hướng đi táo bạo, Việt Nam tự làm chủ dự án. Chúng ta hoàn toàn có thể mua trí tuệ bằng cách thuê các chuyên gia tài năng trên thế giới tham gia thiết kế, giám sát, chuyển giao công nghệ. Việc thi công, xây dựng hoàn toàn có thể giao cho các doanh nghiệp trong nước, với trình độ và kinh nghiệm đã được khẳng định qua nhiều công trình lớn. Ước tính, phương án này có thể giúp tiết kiệm được hơn một nửa tổng mức đầu tư, chỉ còn dưới 25 tỷ đô la Mỹ so với con số 60 tỷ đô la Mỹ theo phương án ban đầu. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng khẳng định quan điểm của việc tự chủ trong phát triển đường sắt cao tốc. Đây không chỉ là dự án xây dựng cơ bản, mà phải là bước đệm để Việt Nam làm chủ công nghệ, tự mình vận hành và phát triển hệ thống đường sắt hiện đại, an toàn và hiệu quả. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam không chỉ là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, mà còn là biểu tượng cho sự phát triển vượt bậc của Việt Nam trong thế kỷ 21. Thành công của dự án sẽ tạo động lực to lớn cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống người dân và khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Ngày 31 tháng 10, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho ngành đường sắt Việt Nam khi chính phủ chính thức ban hành chương trình hành động với tầm nhìn dài hạn đến năm 2045. Theo đó, hệ thống đường sắt sẽ được thay ra đổi thịt mạnh mẽ, hướng đến sự hiện đại, hiệu quả và kết nối, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nổi bật trong chương trình hành động là mục tiêu hoàn thành tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vào năm 2045, sớm hơn 5 năm so với dự kiến ban đầu. Giấc mơ về việc di chuyển giữa hai miền đất nước, chỉ trong vài giờ đồng hồ, sẽ không còn xa vời. Trước mắt, năm 2025 sẽ là năm quan trọng, để chính phủ hoàn tất các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư cho siêu dự án này. Song song với đường sắt tốc độ cao, hệ thống đường sắt hiện hữu cũng sẽ được nâng cấp, cải tạo, để nâng cao năng lực vận tải. Đặc biệt, hệ thống đường sắt đô thị sẽ được chú trọng đầu tư, với mục tiêu đưa vào khai thác tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2030. Bên cạnh đó, các thành phố lớn khác, với quy mô dân số từ 1 triệu người, cũng sẽ được nghiên cứu xây dựng hệ thống đường sắt đô thị, góp phần giải quyết bài toán ùn tắc giao thông và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Có thể thấy, chính phủ đang đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của ngành đường sắt, coi đây là một trong những động lực quan trọng để đưa đất nước bứt phá trong tương lai. Tuy nhiên, để hiện thực hóa những mục tiêu đầy tham vọng này, ngành đường sắt sẽ cần vượt qua nhiều thách thức, đặc biệt là bài toán về nguồn vốn đầu tư, công nghệ và năng lực quản lý. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam không chỉ đơn thuần là câu chuyện về một tuyến đường, một phương tiện vận tải hiện đại, mà còn là câu chuyện về tầm nhìn chiến lược, về khát vọng kết nối và phát triển đất nước. Hơn cả một công trình giao thông, dự án này là mắt xích quan trọng, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, tạo động lực cho sự phát triển đồng đều và bứt phá. Sự ra đời của tuyến đường sắt cao tốc sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới và nâng cao đời sống cho người dân. Bên cạnh đó, dự án còn mang ý nghĩa xã hội to lớn khi góp phần giảm tải cho hệ thống giao thông đường bộ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và góp phần bảo vệ môi trường. Hoàn thành dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vào năm 2045 là thách thức lớn, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn dân tộc. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng của người dân và sự hỗ trợ quý báu từ bạn bè quốc tế, chúng ta hoàn toàn có thể hiện thực hóa giấc mơ về một Việt Nam năng động, phát triển và thịnh vượng. Đến đây thì video ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi, hãy để lại cảm nghĩ của bạn dưới phần bình luận nhé. Nếu thấy video hay, hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Và cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật nút chuông bên cạnh để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.